Chào anh chị em, lâu lắm rồi chúng ta mới lại gặp nhau trong một cái video hướng dẫn cách chơi guitar. Trong cái video này, tôi sẽ giới thiệu tới anh chị em cách chơi bài Không Tên số 1 của nhạc sĩ Vũ Thành An. Với cái bài này, tôi đã chơi ở cái điệu gọi là 8 bit ballad, tức là một ô 4/4 tiêu chuẩn sẽ được chia thành 8 cái móc đơn đều đặn. Với bài Không Tên số 1, tôi sẽ chơi ở cái tông La Thứ. Đây cũng là một cái tông phổ biến với nhiều anh chị em. Với cái dạo đầu, tôi đã chơi như thế này. 3, 4. Để giới thiệu cách chơi cái dạo đầu, tôi sẽ giới thiệu với anh chị em hai ô một. Hai ô đầu tiên nó nằm trọn vẹn trong cái hợp âm La Thứ S9. Hợp âm La Thứ anh em bình thường bấm như thế này, buông cái ngón số 1 ra. Nốt đô bây giờ thành nốt si, chúng ta có hợp âm La Thứ S9 hay là La Thứ sút 2 cũng được. Tức là 3, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2 lần. Hợp âm lơ lửng nghe nó mênh mông đúng không? Chơi lại một lần nữa nha. 3, 4. Tiếp theo là ô số 3, số 4, nó như thế này. Chúng ta chơi hai ô này với tốc độ thật chậm. La, bát rê, giai điệu nốt la ngăn năm, nốt mi ngăn năm, bát mi dây sáu, lại 3, 4, la son mi rê si la son, nguyên hợp âm mi thứ. La chỗ này có phần đệm là la đô mi son. Làm lại 3, 4. Một lần nữa thật chậm. 3, 4. Từ đầu tới đó nha. 3, 4.
Tiếp theo, ô thứ 5, thứ 6. Đầu tiên khởi đầu ở hợp âm son trưởng. Son, nguyên hợp âm son là si mi re mi si. Bát mi, giai điệu si ở ngăn 7 và phần đệm dây 3 dây 2. Trở lại dây 1 cái nữa. Làm lại chậm chậm. Một lần nữa. 3 4 Hai ô cuối cùng 7 và 8. Nốt chủ yếu nằm ở cái hợp âm là thứ F9. Làm lại 3 4. Một lần nữa 3 4. Chúng ta chơi lại từ đầu với tốc độ thật chậm. Bài này nếu chúng ta chơi ở tốc độ phù hợp thì theo tôi là chơi ở tốc độ khoảng chừng 70-72 gì đó. Bây giờ tôi chơi chậm chậm để anh chị em theo dõi lại cả cái dạo đầu. 3 4 Xin đời sống cho tôi mượn tiền. Chúng ta đã giới thiệu với nhau xong cái dạo đầu. Tiếp theo đây chúng ta sẽ giới thiệu với nhau cách chơi đoạn A. Việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là phải hát đúng và bấm hợp âm đúng. Đầu tiên chúng ta sẽ có cái hợp âm là la thứ F9. Tiếp theo là hợp âm rê thứ, hợp âm son trưởng, hợp âm pha trưởng, hợp âm mi thứ, hợp âm mi thứ 7. Đó là những cái hợp âm có trong cái đoạn A. Bây giờ chúng ta hát qua một chút. Để tập hát đúng thì chúng ta chỉ cần một ô đánh hợp âm 2 lần vào phách 1 và phách 3 thôi. Tôi sẽ thực hiện như thế này. 3, 4. Xin đời sống cho tôi mượn tiền. Xin cho cơn mê thêm dài một chuyến. Cuộc tình buông xuôi còn lưu luyến. Con đắng cay, con hận, con đau. Em giờ đã xa xăm rồi đó. Nơi em đi chắc vẫn còn lệ mưa. Chiều nay trong mưa mà nhung nhớ.
Đây là tiết tấu cơ bản của đoạn A. Bum bum chát bum 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 chát bum. Bát ba chập bát bát ba chập ba. Cái ba cuối cùng này có thể đánh bát tùy hợp âm. Làm lại nè. Ba bốn. Bum bum chát bum 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 chát bum. Bát ba chát bát bát ba chát ba. Hợp âm khác cũng thế, ví dụ mi thứ. Bát ba chập bát bát ba chập ba. Rê thứ. Bát ba chập bát bát ba chập ba. Để dễ tập luyện hơn, tôi sẽ giới thiệu với anh chị em hai ô một. Hai ô đầu tiên chỉ có một cái hợp âm. Xin đời sống cho tôi mượn tiền. Chúng ta sẽ chơi như thế này. Bát 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Hết ô. Bát 4. Đều 1 và 2 và 3 và 4 và 1 và 2 và 3 và 4 và 1 và 2 và 3 và 4 và xin đời sống cho tôi mượn tiền. Câu tiếp theo, mỗi ô hai hợp âm, chúng ta đánh tiết tấu cơ bản mà tôi đã giới thiệu. Nó qua nè, rê nè, rê và hai bát son và hai son pha và hai pha son và hai son. Hát nha, ba bốn. Xin cho cơn mê thêm dài một chuyến. Làm lại. Ba, bốn. Xin cho cơn mê thêm dài một chuyến. Cuộc tình buông xuôi còn lưu luyến. Hai ô 13, 14 dễ dàng rồi nè. Tiết tấu cơ bản. Cuộc tình buông xuôi còn lưu luyến. Từ đầu tới đó nha. Ba, bốn. Xin đời sống cho tôi mượn tiền. Xin cho cơn mê thêm dài một chuyến. Câu tiếp theo giống hệt như hai cái ô đầu tiên của chúng ta. Con đắng cay, con hận, con đau. Dễ dàng. Câu tiếp theo mi thứ bảy. Ba, bốn. Em giờ đã xa xăm rồi đó. Câu tiếp theo giống như ở trên, bốn hợp âm rê son fa son. Nó như thế này. Ba, bốn. Nơi em đi chắc vẫn còn lệ ưa. Chậm chậm một chút. Ba, bốn. Nơi em đi chắc vẫn còn lệ ưa. Tiếp theo là mi thứ bảy, vẫn là tiết tấu cơ bản. Ba, bốn. Chiều
này trong mưa mà nhung nhớ. Câu cuối cùng vẫn là La thứ S9 với tiết tấu khởi đầu chúng ta đã dùng 3 4. Một thoáng thương vay cho đời say, chúng ta cùng nhau chơi cả cái đoạn A với tốc độ chậm một chút. 3 4. Xin đời sống cho tôi mượn tiền, xin cho cơn mê thêm dài một chuyến, cuộc tình buông xuôi còn lưu luyến, còn đắng cay còn hận còn đau. Em giờ đã xa xăm rồi đó, vẫn còn lệ ưa chiều nay trong mưa mà nhung nhớ. Một thoáng thương vay cho đời say, chúng ta tiếp tục với đoạn B. Đoạn B của chúng ta có những cái hợp âm như thế này: đu chưởng, mi thứ bảy, pha chưởng, son chưởng, có một cái rê thứ bảy nữa. Chúng ta xác định hợp âm của đoạn B cách bấm cũng như hát qua nó một chút. Cuộc tình ngày đó đã theo mùa xuân đó, cuộc đời này đây đã chôn vơi ở đây. Ước cho nhiều tuổi xanh trở về đâu, theo ngày tháng tàn tình yêu cũng héo tàn. Nếu anh chị em nào chưa bấm được hợp âm một cách chắc chắn thì phải tập bấm hợp âm trước khi chúng ta tập đệm hát. Với đoạn B, tôi sẽ chơi như thế này. Cuộc tình ngày đó đã theo mùa xuân đó, cuộc đời này đây đã chôn vơi ở đây. Ước cho nhiều tuổi xanh trở về đâu, có cái câu này: ước cho nhiều tuổi xanh trở về đâu. Chỗ này tôi sẽ la thứ nè, qua mi thứ bảy nè, từ mi thứ bảy qua pha tôi sẽ đánh cái bát này nè, để đánh pha này đây là mi pha pha rê. Kết thúc đoạn B, tôi rải cái mi thứ bảy cái nè. 1 và 2 và 3 4. Ngân từ phát 3 sang phát 4 nốt trắng. Chúng ta chơi lại đoạn B. Cuộc tình ngày đó đã theo mùa xuân đó, cuộc đời này đây đã chôn vơi.
Cuối cùng của chúng ta là đoạn A phẩy, chơi giống hệt đoạn A. Tôi không giới thiệu lại, tôi làm qua một lần để anh em theo dõi thôi. 3, 4. Mai đời có cho tôi gặp gỡ, xin cho đôi môi em cười rạng rỡ. Một bờ mi cong vuông tóc nhớ, để sống thêm thêm lần trẻ thơ, để sống thêm thêm lần trẻ thơ, để sống thêm thêm lần trẻ thơ. Chúng ta hát lại một cái câu cuối lặp đi lặp lại nhiều lần và nhỏ dần để kết. Chúng ta đã giới thiệu với nhau xong cách chơi bài không tên số 1. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.